Dạ, em cảm thấy thứ nhất là hơi ẩm, thứ hai là không có chút nhiều, bởi vì em tập trung để cố gắng để trả lời những câu hỏi đúng nào. Và các bạn phường 4, các cô gái có một chàng trai. À, hai chàng trai, xin lỗi. Rồi, các bạn thì có cảm xúc như thế nào khi chúng ta đang đứng lên từ bán ghép này? Dạ, tụi em thấy bình thường. Bình thường. Và mục tiêu đặt ra của các bạn ở hội thi này là sự cố gắng quan trọng hơn thành công. Cố gắng quan trọng hơn thành công. Rồi, cảm ơn các bạn phường 4. Và xin chúc cho cả 4 đội chúng ta sẽ có một chuyện tốt. Các em thân mến, chúng ta sẽ lấy 2 đội vào chung kết. Có nghĩa là một đội nhất và một đội nhì. Và đội các bạn ở vị trí tiếp theo thì các bạn sẽ là một trong 3 đội được giải khuyến khích. Như vậy là 2 đội về 3 ở trận đấu này. Hai đội về 3 ở 2 trận bán kết, các bạn sẽ đội được giải khuyến khích. Vì chúng ta sẽ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 3 giải khuyến khích. Tương ứng với đội đứng thứ 4 của trận chung kết là một đội được giải khuyến khích, cùng với 2 đội về 3 ở 2 trận bán kết, các bạn nghĩ thế nào? Và anh hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng để điền tên đội của mình vào trận chung kết. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại, xin lỗi, vòng bán kết đầu tiên, đó chính là chinh phục ẩn số. Anh xin được thông qua tên các đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á và châu Phi tham dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 2018 tại Nga. Xin mời các bạn phường 4. 5 giây dành cho các bạn phường 4. Nhanh nào các bạn. Hàn Quốc 10 điểm, cộng vào 10 điểm của các bạn. Tiếp tục là các bạn phường 1. 5 giây đang trôi qua. Anh lộ là không chính xác. Xin mời các bạn phường 5. Malaysia của bạn không chính xác. Xin mời các bạn phường 3. Nhật Bản của bạn chính xác. Quay lại các bạn phường 4. Trung Quốc là một bạn không chính xác. Và các bạn phường 3. Nếu như đang đúng các bạn sẽ có là được chiến thắng. Đó là Nigeria và 10 điểm cũng như 20 điểm thưởng cộng vào 10 điểm của các bạn phường 3. Vâng, anh Kiên Anh Hảo đã dẫn tụi em tới đây để cho tụi em có một phút giây là của anh. Được giải quốc gia. Em rất tự tin. Hãy cứ tự tin như vậy với các bạn phường 11. Xin mời. À, em xin cảm ơn bạn tổ chức đã tổ chức cho chúng em một sân chơi này để chúng em có thể giao lưu với nhau, để hội tụ những kiến thức ở trên đất nước Việt Nam này với lại. Và em xin cảm ơn các anh chị ở phường đã dẫn cho em đến đây để tham gia cùng mọi người ạ. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn phường 11 rất nhiều. Và tiếp tục các bạn phường 17. Dạ, chúng em xin trong một kết châu Á 10 điểm nữa, không đau
đó là bóng bàn. Bóng bàn đó mới là đáp án chính xác. Mười điểm là vào quy điểm của các bạn phường 3. Anh sẽ lấy đi 5 điểm khỏi quy điểm của các bạn phường 11 và lấy đi 10 điểm khỏi quy điểm của các bạn phường 4. Như vậy đã trải qua các bạn xuất hại trong giai đoạn sự kiện nào đang diễn ra. Thời gian bắt đầu. Không có tín hiệu đưa ra từ cả thành viên. Và sự kiện đã diễn ra trong giai đoạn này đó chính là cuộc tổng tiến công Tết. Như vậy không có đội nào đưa ra tín hiệu trả lời cũng như dành quyền trả lời. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa. Vẫn không có tín hiệu trả lời. Các bạn có biết bài thơ này không ạ? Trong đoạn này chúng ta chưa nhắc đến câu vật này hết. Giữa trưa tháng 6, tiếng chuông của chúng ta có trung cặp gì không? Rồi, sẽ tiếp tục là một câu hỏi nữa, cũng là câu hỏi 2. Bộ phim này có tên là gì? Và các bạn thân mến, như anh đã công bố theo lệ thì ở đoạn video các bạn sẽ bấm chuông bất kỳ lúc nào khi đoạn video hiện ra. Như một đội bấm chuông trả lời sai thì ba đội còn lại vẫn phải chờ. Xin mời các bạn phường 11. Dạ thưa anh là Moana. Cùng xem tiếp đoạn video. Điểm sẽ được cộng vào quỹ điểm của các bạn phường 11. Moana là một đáp án chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu